Chào mừng các em đến với kênh thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi môn tiếng Việt lớp 4 tuần 14 trang 138-140. Tập đọc chú đất nung phần tiếp theo. Hai người bột trong lọ buồn tên. Bỗng một đêm có con chuột cậy nắp lọ, tha nàng công chúa và cái lầu đi mất. Chàng kỵ sĩ sợ quá, thúc ngựa vọt ra, chạy đến miệng cống. Một con chuột già phục sẵn, nó bảo chàng để ngựa lại, xuống thuyền vào cống tìm công chúa. Gặp công chúa trong cái hang tối, chàng hỏi: "Kẻ nào đã bắt nàng tới đây?" Chuột: "Lầu son của nàng đâu?" Chuột: "Ăn rồi." Chàng kỵ sĩ hoảng hốt, biết mình bị lừa, vội dìu công chúa chạy trốn. Chiếc thuyền mảnh trôi, ào qua cống ra con ngòi. Gặp nước xoáy, thuyền lật, cả hai bị ngấm nước, nhũn cả chân tay. Lúc ấy, đất nung đang đi dọc bờ ngòi, thấy hai người bị nạn, chú liền nhảy xuống, vớt lên bờ phơi nắng cho xe bột lại. Hai người bột tỉnh dần, nhận ra bạn cũ thì lạ quá, kêu lên: "Ôi, chính anh đã cứu chúng tôi đấy ư, sao trông anh khác thế?" "Có gì đâu, tại tớ nung trong lửa, bây giờ tớ có thể phơi nắng, phơi mưa, hàng đời người." Nàng công chúa phục quá, thì thào với chàng kỵ sĩ: "Thế mà chúng mình mới chìm xuống nước đã vỡ ra, đất nung đánh một câu cọc tết. Vì các đàn ấy ở trong lọ thủy tinh mà." Theo Nguyễn Kiên. Rồi bây giờ các em sẽ qua phần giải thích từ. Buồn tên tức là buồn vì có cảm giác thiếu vắng một cái gì đó. Hoảng hốt là đột ngột mất đi tự chủ do bị đe dọa bất ngờ. Nhũn là quá mềm, gần như bị nhão ra. Xe là không còn thấm nhiều nước, hơi khô đi. Cọc tết là ngắn gọn, không đưa đẩy màu mè. Rồi bây giờ các em sẽ qua phần trả lời câu hỏi. Câu 1. Kể lại tai nạn của hai người bột. Thì các em hãy đọc từ đầu cho đến nhũn cả tay chân. Hai người bột trong lọ buồn tên. Bỗng một đêm có con chuột cậy nắp lọ, tha nàng công chúa và cái lầu đi mất. Chàng kỵ sĩ sợ quá, thúc ngựa vọt chạy ra, chạy đến miệng cống, một con chuột già phục sẵn. Nó bảo chàng để ngựa lại, xuống thuyền vào cống tìm công chúa. Gặp công chúa trong cái hang tối, chàng hỏi: "Kẻ nào đã bắt nàng tới đây?" Chuột: "Lầu son của nàng đâu?" Chuột: "Ăn rồi." Chàng kỵ sĩ hoảng hốt, biết mình bị lừa, vội dìu công chúa chạy trốn. Chiếc thuyền mảnh trôi qua cống ra ngòi. Ra con ngòi, gặp nước xoáy, thuyền lật, cả hai bị ngấm nước, nhũn cả chân tay. Thì các em thấy ở đoạn này, chàng kỵ sĩ và nàng công chúa đã gặp tai nạn, đó là khi mà nàng công chúa và chàng kỵ sĩ đang sống ở trong lọ thủy tinh thì bị một con chuột cậy nắp lọ ra, tha nàng công chúa vào cống. Chàng kỵ sĩ đi tìm công chúa nhưng mà cũng bị chuột lừa vào cống. Thì hai người bột này đã cùng nhau chạy trốn, thuyền lật thì cả hai người đều bị ngã xuống nước và ngấm nước, nhũng hết chân tay. Như vậy ở câu số 1, các em sẽ trình bày như sau. Tai nạn của hai người bột đó là chàng kỵ sĩ và nàng công chúa đang sống trong lọ thủy tinh thì bị chuột cậy nắp lọ, tha nàng công chúa vào cống. Chàng kỵ sĩ đi tìm công chúa cũng bị chuột lừa vào cống. Hai người bột này cùng chạy trốn, thuyền lật đều bị ngấm nước, nhũn hết chân tay. Rồi tiếp theo câu số 2. Đất nung đã làm gì khi thấy hai người bột gặp nạn? Thì các em hãy đọc từ đoạn là lúc ấy cho đến bột xe lại. Lúc ấy đất nung đang đi dọc bờ ngòi, thấy hai người bị nạn, chú liền nhảy xuống vớt lên bờ phơi nắng cho xe bột lại. Thì các em thấy
Khi thấy hai người bọt bị nạn thì đất nung liền nhảy xuống, vớt cả hai lên bờ phơi nắng cho xe bột lại. Như vậy thì các em chỉ cần trình bày như sau. Khi thấy hai người bột bị nạn thì đất nung liền nhảy xuống, vớt cả hai lên bờ phơi nắng cho xe lại. Rồi tiếp theo câu số 3, theo em câu nói cọc Tết của đất nung có ý nghĩa gì? Thì các em thấy cái câu nói của đất nung đó là vì các đàn ấy ở trong lọ thủy tinh mà. Thì theo các em ở trong lọ thủy tinh thì khác gì so với bên ngoài? Như vậy, câu nói cọc Tết của đất nung ở cuối câu chuyện có nghĩa là cần phải chịu rèn luyện thử thách khó khăn thì mới cứng rắn, chịu được nắng mưa mới trở thành người hữu ích được. Còn nàng công chúa và chàng kỵ sĩ thì ở trong lọ thủy tinh thì được bảo vệ, không có cứng rắn, chịu được nắng mưa nên mới dễ mà ướt sũng và như vậy. Thì như vậy ở câu số 3 các em trả lời như sau. Câu nói cọc Tết của đất nung ở cuối truyện có nghĩa là cần phải rèn luyện thử thách khó khăn thì mới cứng rắn, chịu đựng được nắng mưa mới trở thành người hữu ích được. Rồi tiếp theo câu số 4, đặt thêm tên khác cho truyện thì các em có thể đặt tên như sau. Hãy tôi luyện trong lửa đỏ, có chịu rèn luyện mới trở nên hữu ích. Về nội dung thì nội dung của đoạn truyện này thì muốn nói với chúng ta là muốn làm một người có ích thì phải biết rèn luyện, không sợ gian khổ khó khăn. Chú đất nung nhờ dám nung mình trong lửa nên đã trở thành người hữu ích, chịu được nắng mưa, cứu sống được hai người bột yếu đuối. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi môn tiếng Việt lớp 4. Thì sau khi xem xong, nếu các em thấy dễ hiểu thì hãy nhấn thích và chia sẻ cho mọi người cùng xem, và đừng quên đăng ký kênh thầy Lim để được xem những video tiếp theo nhé. Cô chúc các em học tốt và cô chào tạm biệt các em.